Chào tất cả các bạn quay trở lại channel của Giao Du. Đấy, các bạn thấy không, ngày hôm nay mình sẽ nhảy ở cái khu điện trang này để truy tìm Đức Mỏm. Mình thấy Đức Mỏm đã chơi cái gọi là cái bài gọi là núp trên cái mái nhà này nè. Nên mình xuống đây mình truy tìm mọi người. Đây, có rất nhiều người nhảy ở đây luôn các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng để bắn được những cái thanh niên này. 3 kill rồi. Quá trời người luôn. Ui ơi, mình đã xuống rồi mà vẫn còn người xuống, rất là đông luôn. Có khi nào trận này mình sẽ phá kỷ lục giết kill của mùa giải này không? Mùa này mình giết nhiều nhất là hai mấy kill thôi. Bây giờ mình phải gạt giò chứ không là nó cả ép các bạn. Đạn cũng gần hết rồi. Có thanh niên chạy tút tút ngoài kia rồi kìa. Một đầu rồi mà vẫn chưa chết. Mất tâm luôn rồi. Ôi, trước mặt mình có hai người nè. Ôi, không thấy gì luôn. Ui ui ui, may quá các bạn, vậy là có thêm được 2 kill nữa. Vậy là mình được có 5 kill rồi. Không biết Đức Mỏm có đang núp ở trên mái nhà không? Cẩn thận em nha, anh trai. Vậy là có 5 kill. Kiếm cái sọc cơ này đây, ở trên nhà này vẫn còn có tiếng chân. Chào các bạn, quay trở lại đến với channel của Giao Du nhà. Channel của Giao Du làm đủ là mọi thể dùng trên cái thế giới du tọt này. À, anh Đức Mỏm à. Úi rồi ơi, bay đầu chưa? Đây còn thanh niên nữa các bạn. Thì thật ra là mình đùa thôi nha các bạn, không phải là Đức Mỏm đâu. Đức Mỏm thì là làm cái thử thách này cũng lâu rồi. Mà mình định đú vào, mình bú phem cái vụ ở trên điện trang này nè. Anh em xem coi có được 50 ca sub không? À lộn nhầm, 50 ca view không? Mình vô mình bú phem nha các bạn. Máy mình thì không có mạnh bằng Đức Mỏm rồi. FPS của mình chỉ bằng một nửa của anh ấy thôi. Tóm lại là ngày hôm nay đây là clip của mình nên mình sẽ hạn chế nhắc về YouTuber khác chứ ha. Rồi bây giờ là mình đã được 6 kill rồi. Cái thanh niên mình bắn nóc ngay đây đã có được thành ma xin tới nó cứu các bạn. Mình sẽ mua thêm đạn để mình bắn chết nó các bạn. Tại mình hết đạn xuống trường rồi. Mình mới tải lại Free Fire nên nó hơi bị ngáo một chút xíu, mọi người thông cảm. Đây rồi, thanh niên ma xin vừa cứu. Mình sẽ bắn nó luôn, 7 kill rồi các bạn. Vậy là mình đã có được 7 kill. Mình thắc mắc là cái khu này hết chưa. Đây rồi, cái thanh niên hồi nãy đã được cứu, mình đã bắn chết luôn. Vậy là còn cái thanh niên phía bên kia, cái thanh niên nãy vừa bắn mà mình đặt kèo, lúc đó mình đã yếu máu đó. Chỉ có cái thanh niên đó mới đủ khả năng gọi là... À, nó đây luôn rồi các bạn à. Nó công qua đây luôn rồi các bạn ơi. Thanh niên này có vẻ là máu liều nhiều hơn máu não. Mình sẽ đặt kèo và công lên nha các bạn, cầm shotgun nha các bạn. Mình sẽ dùng Tatsuya. Quét sạch đồ đó các bạn, chính kêu khu vực điền trang. Mình ít khi chơi ở cái map này lắm các bạn. Kiểu mình muốn vào đây mình bú fame của người ta ở cái điện trang này nên mình mới gọi là tải về mình chơi thôi. Ôi, ở đâu ra vậy? Ở đâu ra vậy anh hai? Hết hồn à. Trời ơi, thanh niên này nó mới có súng, chưa có súng các bạn. Ui, chưa có súng mà bắn mình bay nửa cây máu rồi kìa các bạn. Không phải dạng đùa đâu. Không được rồi, không ổn rồi, thanh niên này. Mấy cái thanh niên ăn mặc đấy khai sử dụng kỹ năng gọi là để ở trên mái nhà xong dịch bóng xuống á. Mình lại quên mất nó là nhân vật gì rồi. Xin lỗi các bạn nha. Các bạn nào nhớ các bạn comment cho mình biết quá. Nhưng mình sẽ mua một ít đồ. Mình sẽ bắn AUG. Tại vì mình luyện AUG lên top súng nên thành ra bây giờ mình bắn AUG nó ổn. Ơi, ai đây. Quái rồi, 11 kill khu vực điền trang rồi các bạn ạ. Ô, có mấy quét ở đây luôn. Hay quá. Như vậy thì mình có thể biết là còn ai ở trên mái nhà không. Có vẻ như là không còn ai ở trên mái nhà rồi. Hiện tại cái ạt này của mình nó hơi nghèo một chút xíu, mọi người thông cảm nha. Tại vì cái ạt ranh huyền thoại của mình nó bay màu rồi. Rồi. Vậy là ở cái khu vực này không còn ai. Mình sẽ bắn luôn cái máy quét nè. Vậy là chỉ còn thanh niên này thôi các bạn ơi. Không còn ai nữa. Vậy là Đức Mỏm đó gọi là bay out trình rồi. Không còn ở trong cái khu vực điện trang này nữa. Mình sẽ đi khu khác, mình sẽ bú liếm khu khác. Ok chưa? À, có thêm một người ở đằng trước nữa. Hình như thanh niên ở ngay cái chỗ cái hòm đồ kìa. Hòm đồ level 1 kìa. Đúng không ta? Hình như là vậy rồi. Mình sẽ ra đây. Ui, đúng rồi các bạn ạ. Ui, may quá mình bắn full đỏ các bạn. Thanh niên này bắn mình cũng nửa cây đấy. Đầu đấy. Bạn bắn mình cũng đầu đấy. Vậy là mình được 13 kill rồi, gạt giò thôi. Nếu các bạn thấy clip của mình hay nhớ bấm like và subscribe cho kênh mình phát triển. Mình sắp được 5.000 ca sub rồi.
Và mình mong muốn là kênh của mình phát triển lên 10k sub nhanh một chút xíu, vậy nên mình sẽ đi bú fame của những người nổi tiếng. Đấy, mình cố gắng đi bú fame các bạn ạ. Bú fame không có gì là xấu cả, bú fame cũng không có gì là tốt cả, nhưng mình phải bú fame. Hôm nay, từ nay, mình biết mình chả là cái gì cả, nên mình sẽ đi bú fame, bú fame. Từ hôm nay, cụm từ mà mình nói nhiều nhất là bú fame rồi. Thôi, không bú fame nữa, từ từ thôi, bú cho âm thầm. Bú mà công khai là không được rồi. Các bạn chơi FIFA á, các bạn chú ý. Chú ý là không được ngồi như vậy nha. Ngồi như vậy là mình bánh bay đầu đó. Ấy à, có người đáp dù rồi các bạn. Hay đấy, hay đấy. Ôi, có thanh niên nào lên xe đây. Lên xe mà không chịu lái. Ai, lên xe mà không chịu lái. Rồi, cái thanh niên này hit shot nhá. Vậy là mình đã 16 kill rồi các bạn. Còn 25 người luôn. Hồi nãy 28 người mười mấy kill rồi mà giờ 26, 27, 25 người vẫn còn 16 kill. Khả năng cao trận này có thể được 25 kill đấy các bạn nhỉ. Không đùa được đâu. Nói chứ cứ có người ở đâu là mình phải lao tới các bạn. Bay đầu, bay đầu, bay đầu, bay đầu. Ngon, ngon, ngon. Quá ngon, quá ngon. Phải đi lên thôi. Cái kill này của mình. Ấy à, khứa nào nó gạt giò hổ rồi các bạn. Ấy à, thằng này này. Thằng này là cái thằng mà nó gạt giò hổ mình nè các bạn. Vậy chắc chắn nó là một người bắn rất là hay. Vậy là mình sẽ... đây có một cuộc giao tranh. Ui, đợt keo các bạn. Có người, có người, có người. Ui, đâu, đâu, đâu. Thanh niên kia ở đằng xa mà còn chơi bắn qua đây nữa trời. Nghe thấy tiếng bắn thì như mấy thanh niên ở trên mấy nhà các bạn ơi. Khó khăn nha. Không biết nó ở đâu nữa, trên mấy nhà. Ở đâu bắn mình vậy? Ái à, đứng ngoài gốc cây. Đứng ngoài gốc cây hả? Ây à. Chết. Bình tĩnh các bạn. Một người. Còn hai người nữa. Ui, còn một người cuối các bạn ạ. À, mình có cái chồi nhãn đô phải xử lý bình tỏn để ấy à, mới hồi sinh ạ. À, mới hồi sinh quét sạch thôi các bạn. Ui, liệt tiên 4 các bạn, một thanh niên ngoài gốc cây và ba thanh niên ở trong đây là 19 kill rồi. Ủa, à không, ngoài gốc cây là thanh niên khác rồi, mới cân 3 thôi các bạn, chưa cân 4. 20 kill rồi nè, còn 15 người. Nếu mà mình giết được 14 người là mình 34 kill, nhưng mà tụi nó cũng bắn nhau mà. Vậy khả năng cao mình giết được 10 kill nữa là cao nhất thôi. Vẫn đang cố gắng, vẫn đang cố tìm cho mình những cái lý do. Ấy à, hai thanh niên đang bắn nhau rất là dèo giữa đường nè. Mình xè san, mình bú liếm các bạn. Ngoài bú phép nha, mình còn giỏi một tài nữa là bú liếm. Ấy à, sau này mình sẽ chào các bạn bằng kiểu bú liếm nha các bạn. Rồi xin cho tất cả các bạn quay trở lại trên đầu của Giao Dùng nhá. Hey, một cách cũng đặc trưng đấy. Quá là đặc trưng. Ấy à, ai trước mặt tôi vậy? Ai vậy? Ai vậy? Chết rồi. Nhưng mà ngoài bo đau quá các bạn ơi. Mình tới mình gạt giò thanh niên mình luôn mới được. Bây giờ mình sẽ đứng ở trong cục đá này mình hồi máu nha các bạn. Không, đứng đó nguy hiểm lắm. Qua đây đi. Có cái đồ hồi máu luôn nè. Đấy, mình sẽ bật keo lên mình bơm máu, thấy không? Mình sẽ mua đồ các bạn. Bây giờ mình mua đồ cái ống kim tiêm nè. Chuẩn Nando nè. Ôi, ai vậy? Mấy cái thằng anh mạnh đấy kha này cứ lựa cái lúc người ta mua đồ là bắn không nè. Chơi tung được không hả? Nhảy ra đây. Ây da, đâu nha. Đứng đó làm cái gì vậy? Thằng này bắn lén mình bay cái giáp luôn các bạn. Nó mà bắn vô cái đầu mình chết là coi như không có cái clip này rồi. Nó trở thành một cái đoạn highlight một cách thôi. Chắc chắn là không có cái clip này rồi. Mà không biết cái clip này có được không nữa, không biết tí có gãy không nữa. 24 kill rồi, hồi hộp quá. Ai trời ơi, vậy là còn 8 người là 32 kill. Ui, nếu mà được 32 kill chắc cũng được 5.000 view ấy hả. Bú phim, mọi người nhớ bấm like và bấm subscribe là mình đang phước đi mà. Để mình có thể vượt qua được rút Fi-Fi. Rồi, thanh niên này cho một quả bom. Bum. Chạy đâu vậy? Chạy đi đâu vậy? Sao lại bỏ chạy? Chúng ta đã bắn nhau mà. Có một thanh niên ở trên mấy nhà, chắc là đồng đội của nó rồi.
Ui, headshot bạn ơi, 26 kill, còn có 5 người, 31 người, à lộn 31 kill. Mình sẽ quét, ấy à, có người ở ngoài kia. Đây rồi, cái thanh niên nãy bú liếm kill của mình đúng không? Bú liếm kill nè, bú liếm kill nè. Thanh niên này bú liếm kill chứ không, đáng lẽ là mình 28 kill rồi các bạn. Ấy à, ai à, đứng ở đó. Ê, cái thanh niên này có cái lớp giáp lên trước, đó là cái kỹ năng nhân vật gì vậy ta? Là hai yếu tố thức tỉnh hả các bạn? Mình gọi là lâu lắm rồi mình chưa biết cái đó là cái gì. Nhưng mà hai thanh niên này là hùa chắc luôn. Bây giờ mình sẽ bắn cẩn thận các bạn, tại vì kill của mình đang khá là cao. Mình sẽ không công ẩu hay là gọi là gì hết, mình sẽ bắn cẩn thận. Mình gọi là tư duy chiến thuật chứ không phải là hèn nhát bỏ trốn đâu nha các bạn. Không phải là anh mạnh đấy khai học lớp 2 khai lớp 2. Ai à, con thanh niên chạy phía bên kia kìa. Bây giờ mình sẽ đứng lại đánh lén lên nè. Rồi, một kill. Hai lần sau vậy ba. Giờ này còn ở ngoài đó nữa. Ít chọt nha. Còn bốn người, còn bốn người. 31 kill. Bốn người, bốn người. Bốn người, bốn người. Sao ném mấy quả bom mà nó lâu 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 vậy bà con quá. Bây giờ nó đặt kêu lùi rồi. Xong rồi, thôi mình sẽ chạy lên trên kia để chạy vào bo. Sẽ lên bắn thanh niên kia. Thì sẽ ăn thanh niên kia, khả năng cao là thằng này lẻ, hai thằng này là hai thằng lẻ nữa, khả năng cao là như vậy. Ê mấy thanh niên công lên nè, mình sẽ ở đây mình canh one shot nó. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui à, vậy mà không chết kìa. Ui, vậy mà không chết kìa. Ui 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 ui, máu yếu, máu yếu, máu yếu. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đặt kêu bơm máu. Hồi hộp nha. Ui, nó là sao? Mày đã, mày ui đau 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 đau. Ôi ôi vậy mà không chết kìa, châu vãi đạn, châu thế à. Còn hai người, còn hai người, còn hai người, thằng kia đâu rồi, hai người đâu rồi, còn đây 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 đây, đây một người rồi, đây một người rồi. À, sao nó bắn đầu dữ vậy anh em? Cái thanh niên lần sau này nó không biết đâu. Ơi sắp chết bo, chết đi đâu rồi ba, sao lại chết rồi. Trời ơi, tao nói tao không có gì đâu, vậy là trận này 30 kill.